Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn khai vị có tên là tôm xào cần hạt điều. Thì món ăn này thì thường sử dụng trong những bữa tiệc cho những món khai vị rất là ngon nha các bạn. Nó kết hợp giữa các thành phần tôm, rau cải, các loại, đặc biệt là cần tây, ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn nha các bạn. Thì xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp để thực hiện món này với mình nhé. Và đây là tất cả những thành phần để mình nấu món này nha các bạn. Đầu tiên đó là mình có 400g tôm. Thì bây giờ mình sẽ đem đi luộc tôm nha các bạn. Mình sẽ cho vào cái nồi nước trộn của mình á, một ít gừng. Rồi mình cho cái phần tôm vào luôn. Mình sẽ luộc tôm với lửa lớn để cho tôm nó lên cái màu đỏ đẹp. Và tôm nó không bị bở mà nó giòn và nó ngon nha. Đó, mình lấy thử con cho các bạn coi nè. Thấy nó đỏ đã không? Ngon lành vậy là được rồi đó các bạn. Mình sẽ vớt ra luôn. Mình sẽ ngâm vào nước đá nha các bạn. Thì mình sẽ cắt cái đầu để mình nấu canh bầu nha các bạn. Cái phần đầu mình giữ lại mình nấu canh. Còn cái phần tôm thì mình sẽ lột vỏ và mình xào. Thì khi mà mình luộc tôm á, mình xào đó, thì con tôm nó chắc thịt mà ăn rất là ngon, nó dai, nó không bị bở. Giờ mình sẽ qua mình làm cái phần cần. Thì phần cần là mình có là 200g, mình sẽ bào vỏ để cho nó bị khỏi bị sơ nha các bạn. Bào hết cái vỏ đó thôi. Giờ mình sẽ cắt hình thoi luôn nha. Những cái đồ bổi hôm nay mình sẽ cắt hình thoi hết. Đó, vậy thôi. Trần này ăn tốt lắm nha các bạn. Xào ăn đã lắm. Cái phần cà rốt á, thì mình cũng có củ một củ cà rốt khoảng 200g. Mình cũng cắt hình thoi luôn nha các bạn. Phần hành tây á, thì mình cũng có một củ hành tây khoảng 200g. Rồi mình sẽ cắt muối hình thoi luôn nha các bạn. Thì đầu tiên á, mình sẽ cắt muối cao. Đó, cắt muối cao. Xong rồi mình cắt xéo lại là thành hình thoi thôi. Đó, đơn giản ha. Rồi cho ra luôn. Phần hành tím thì mình có một củ hành tím khoảng 15g. Rồi mình sẽ băm nhỏ luôn. Phần tỏi thì mình có 3 tép tỏi khoảng 20g. Rồi mình cũng băm nhỏ luôn nha các bạn. Mình có 10g gừng. Gừng thì mình sẽ cắt hình thoi nhỏ nhỏ. Hình thoi miếng nhỏ nhỏ nha các bạn. Phần hành lá thì mình có khoảng 40g. Mình cũng cắt khúc luôn. Cái phần nấm hương thì mình có 20g nấm khô. Mình sẽ ngâm nước sôi khoảng 10 phút. Còn cái phần nước luộc tôm này mình sẽ giữ lại. Chút xíu nữa mình sẽ nấu cái món rau tôm nấu với ruột bầu. Giờ mình sẽ qua mình xào cái tôm nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một muỗng dầu ăn.
Rồi mình cho luôn cái phần gừng, tỏi với hành tím vào, xào lên cho nó thơm. Mình sẽ cho hành tây vào luôn, cà rốt, cần tây, nấm hương cho vào luôn. Thì mình sẽ cho vào đây khoảng 20g rượu trắng. Thì cái rượu trắng với lại cái gừng á, mà nấu với các loại hải sản á, rất là hợp, thơm ngon lắm. Rồi mình sẽ cho phần tôm vào luôn. Khi cho tôm vào là mình sẽ nêm gia vị luôn nha. Bột nêm cờ no thì mình có 2 muỗng, 1, 2. Phần tiêu thì mình có 1/3 muỗng. Phần đường thì mình có 2 muỗng, 1, 2. Phần bột ngọt mình có 1 muỗng. Muối 1/3 muỗng. Phần dầu hào thì mình có 2 muỗng. Mình sẽ xào cho nó thấm gia vị. Rồi mình nêm thử coi nó vừa ăn không nha. Rất là ngon lành luôn. Ok nha bạn. Rồi mình cho luôn cái phần đầu hành vào. Rồi mình đảo mấy cái cho nó đều là được rồi nha các bạn. Đó, con tôm nó săn lại ok hết rồi, ngon lành rồi. Rồi mình sẽ tắt bếp, ra hàng và thưởng thức nha các bạn. Rồi cho ra hàng luôn. Nhìn muốn ăn rồi ha. Ngon lành luôn ha. Mình sẽ cho một ít ngò lên, hạt điều, một ít dầu mè. Rồi ok, mình sẽ quay gần cho các bạn coi nha. Quá ngon hả các bạn, hài hòa ha, màu sắc đầy đủ ha. Thì cái phần tôm hôm nay thì mình sẽ ăn với cơm, và mình tận dụng cái đầu tôm nè, mình nấu cái canh bầu, rau tôm nấu với ruột bầu nha các bạn. Và cái video mình đến đây cũng đã là kết thúc rồi. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Các bạn cũng nhớ bấm đăng ký và thích video để ủng hộ mình nhé các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.